Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá. Hôm nay ngày 20 tháng 11 cũng là ngày nhà giáo Việt Nam. Minh Cương xin được gửi lời chúc tới các huấn luyện viên, những người đang có những đóng góp rất lớn vào công cuộc đào tạo, xây dựng, phát triển và giúp cho các vận động viên thể thao Việt Nam nói chung, các cầu thủ bóng đá Việt Nam nói riêng có thể có được những thành công để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Và xin chúc tất cả sẽ có sức khỏe cũng như có được đỉnh vinh quang cùng với các học trò của mình ở từng cấp độ khác nhau. Vâng, thưa quý vị, trong ngày 20 tháng 11 này chúng ta cũng sẽ nói về các huấn luyện viên, trong đó có huấn luyện viên Kim Sang-sik, người vẫn đang nỗ lực cố gắng để thay đổi diện mạo của bóng đá Việt Nam và được kỳ vọng có thể giúp cho đội tuyển Việt Nam có được kết quả tốt tại ASEAN Cup tới. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cũng đã có những đánh giá hết sức tích cực về vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Nam Việt Nam. Cùng với đó là nhiều những câu chuyện rất đáng quan tâm khác. Chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui và bây giờ như thường lệ, chúng ta sẽ đến với phần điểm những tin tức nổi bật nhất. Những tin chính trong tin nóng bóng đá ngày 20 tháng 11, huấn luyện viên Kim Sang-sik được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đánh giá cao, lộ diện ứng viên cho băng thủ quân đội tuyển Việt Nam. Indo tạo địa chấn phá kỷ lục của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang nói về ngày 20 tháng 11 và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về huấn luyện viên Kim Sang-sik, người đến từ Hàn Quốc nhưng giờ thì chúng ta cứ tạm gọi nhập gia tùy tục. Ông cũng sẽ được nhớ tới như một người thầy của bóng đá Việt Nam. Và thật là trùng hợp khi dịp này, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cũng có những đánh giá về chính đội tuyển Việt Nam và cũng có cả những lời có cánh dành cho huấn luyện viên Kim Sang-sik như là một lời chúc đầy ý nghĩa trong đúng ngày 20 tháng 11 hôm nay. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam dù đang ở giai đoạn khá khó khăn nhưng vẫn được đánh giá cao cho khả năng vô địch. Trong loạt bài giới thiệu các đội tuyển trên trang chủ ASEAN Cup 2024, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF bày tỏ sự kỳ vọng mạnh mẽ vào màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam. Theo AFF, những chiến binh sao vàng đang hướng đến chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 trong lịch sử dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Bài viết nhấn mạnh, đội tuyển Việt Nam đã tham dự 14 mùa giải với 12 lần lọt vào bán kết, thành tích ấn tượng trong khu vực. Với huấn luyện viên Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam có thể tiếp tục duy trì phong độ cao và đạt kết quả tốt tại giải năm nay. AFF cũng đánh giá cao tài năng của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông Kim Sang-sik, một cựu trung vệ xuất sắc, từng khoác áo Seongnam, Jeonbuk Hyundai Motors và đội tuyển Hàn Quốc, đã giành nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp huấn luyện. Ông từng dẫn dắt Jeonbuk Hyundai Motors giành chức vô địch K-League 1 năm 2021 và đoạt cúp quốc gia Hàn Quốc năm 2022. Tiếp quản đội tuyển Việt Nam từ tháng 5 năm 2024, huấn luyện viên Kim mở màn bằng chiến thắng 3-2 trước Philippines. Dù sau đó trải qua chuỗi trận khó khăn, hiện ông đang theo dõi các đối thủ tại bảng B gồm Lào, Indonesia và Philippines. Từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, tuyển Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho giải đấu. Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán đội tuyển Lào mùng 9 tháng 12, Indonesia 15 tháng 12, Philippines 18 tháng 12 và Myanmar 21 tháng 12. Với sự kỳ vọng lớn từ AFF và người hâm mộ, đội tuyển hy vọng sẽ tạo nên một chiến dịch thành công tại giải đấu năm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng đều diễn ra vào lúc 20 giờ. Trong đó có hai trận đấu chúng ta được chơi trên sân nhà, đó là các trận đấu với đội tuyển Indonesia ngày 15 tháng 12 và trận đấu với đối thủ đội tuyển Myanmar vào ngày 21 tháng 12. Thưa quý vị, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung từ ngày mai sau khi các trận đấu cuối cùng của vòng 9 V-League khép lại. Và một trong những việc huấn luyện viên Kim Sang-sik phải bắt tay vào làm ngay đó là tìm ra đội trưởng cho đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh mà hai đội trưởng gần nhất đều vắng mặt là Đỗ Hùng Dũng và Quế Ngọc Hải. Với những dấu hiệu sa sút vì tuổi tác, hai trụ cột kỳ cựu Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng không còn góp mặt trong đợt hội quân chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018 bộ đôi này vắng mặt tại đội tuyển quốc gia, đánh dấu sự chuyển giao thế hệ rõ rệt. Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cả Hải Quế và Dũng Chip không đáp ứng được yêu cầu về thể lực và phong độ. Quế Ngọc Hải vẫn đang tìm lại cảm giác thi đấu sau thời gian dài gặp phải những vấn đề nhất định vì chấn thương. Tại Bình Dương, anh cũng phải nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ có thể lực tốt hơn. Tương tự, Hùng Dũng cũng không còn duy trì được cường độ thi đấu cao như kỳ vọng.
chỉ 3 lần chơi đủ 90 phút trong 8 trận V-League mùa này. Với sự vắng mặt của hai cựu binh, huấn luyện Kim Sang-sik triệu tập 30 cầu thủ chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, hướng đến việc chọn thủ lĩnh cho đội tuyển. Những cái tên sáng giá gồm tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức hay trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Tiến Linh với phong độ bùng nổ tại V-League ghi 7 bàn sau 8 vòng là ứng viên hàng đầu. Trong khi đó, Quang Hải và Hoàng Đức cũng sở hữu kinh nghiệm dạn dày. Bùi Hoàng Việt Anh, người từng đeo băng đội phó, có lợi thế nhờ khả năng duy trì hàng thủ. Dù lựa chọn cuối cùng thuộc về huấn luyện viên Kim, điều chắc chắn là đội tuyển Việt Nam cần một thủ lĩnh mới, giàu năng lượng và giàu khát khao để dẫn dắt đội bóng chinh phục ngôi vương của ASEAN Cup 2024. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không biết quý vị sẽ vote cho cầu thủ nào trở thành đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đây? Biên Cương vote cho Nguyễn Tiến Linh. Đó. Tất nhiên còn nhiều những vị trí khác cũng rất là xuất sắc như là Quang Hải, như là Bùi Hoàng Việt Anh, hay một số gương mặt khác như trung vệ Thành Trung chẳng hạn, rồi thậm chí là Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài cũng đều là những người rất có uy tín. Còn chưa kể tới trường hợp của Hoàng Đức hay là Tuấn Anh cũng đều là những cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên có lẽ Tiến Linh với phong độ như hiện tại xứng đáng được trao cho tiền đạo của Bình Dương tấm bằng đội trưởng. Quý vị cũng hãy để lại ý kiến của mình xem ai phù hợp ở vị trí đội trưởng. Bùi Hoàng Việt Anh có lẽ cũng là một cái tên sáng giá nhưng sẽ phù hợp hơn với vai trò là đội phó. Tất nhiên huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có những tính toán của riêng mình và ông cũng sẽ sớm công bố ban cán sự của đội tuyển Việt Nam mà thôi. Chúng ta sẽ bước vào chiến dịch chuẩn bị cho ASEAN Cup thực sự là không phải quá thuận lợi bởi vì đội tuyển Việt Nam không có một trận giao hữu chính thức nào, chỉ có những trận đấu tập với các câu lạc bộ địa phương mà thôi. Con người thì cũng có nhiều người cũ nhưng cũng có cả những nhân tố mới, cho nên lối chơi nào sẽ được định hình đây, con người nào sẽ giữ vai trò chủ chốt đây là điều rất khó cho chúng ta trong quãng thời gian tới bởi vì đội tập huấn tại Hàn Quốc xa xôi. Và lúc này thì huấn luyện viên Hàn Quốc cũng đang được giải thoát với những áp lực khủng khiếp trong thời gian qua để trở lại với sự tin tưởng, đó là ông Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia. Báo chí Indonesia thậm chí còn nhắc tới một loạt những tên tuổi lừng lẫy như Erik ten Hag hoặc trợ lý của Erik ten Hag, rồi người thay thế Erik ten Hag là huấn luyện viên tạm quyền tại Manchester United là Ruud van Nistelrooy có thể được tính đến như những người thay thế ông Shin Tae-yong nếu như đội bóng của ông thua trước Ả Rập Xê Út trong trận đấu tiếp theo của vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tối ngày hôm qua. Tuy nhiên trong một ngày chơi chiến thuật phòng ngự phản công xuất sắc, sao trẻ Marcelino Ferdinand đã trở thành người hùng để giúp cho Indonesia thắp lên hy vọng dự World Cup và cũng phá luôn kỷ lục về số điểm của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup. Trên sân nhà Indonesia khiến người hâm mộ bất ngờ bằng lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả, Ả Rập Xê Út giữ bóng nhiều hơn và ép sân trong phần lớn trận đấu. Dù vậy Indonesia mới là đội có nhiều tình huống tấn công sắc nét. Bất ngờ đến với Indonesia với bàn thắng mở tỷ số của sao trẻ Marcelino Ferdinand ở phút 32 sau một tình huống phản công. Có được bàn thắng dẫn trước, đoàn quân của Shin Tae-yong tiếp tục gây bất ngờ với sức ép không nhỏ và quyết tâm có thêm bàn thắng. Sang hiệp thi đấu thứ hai, bất ngờ lại tiếp tục đến với họ khi Indo lần này đã có thêm bàn thắng và đó vẫn là cái tên quen thuộc Marcelino Ferdinand. Trong khi đó, dù được chơi hơn người ở những phút cuối sau khi Justin Hubner bên phía Indo rời sân sau tấm thẻ vàng thứ hai ở những phút cuối, nhưng cũng không thể giúp cho Ả Rập Xê Út lật ngược tình thế. Qua đó, đội bóng Tây Á chấp nhận trận thua muối mặt trước Indo. Với chiến thắng này, Indonesia cũng trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có 6 điểm ở vòng loại thứ 3 World Cup. Kỷ lục trước đó thuộc về đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện Park Hang-seo với 4 điểm. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội bóng này tại vòng loại 3 World Cup, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và mở toang cánh cửa có thể tiến sâu hơn. Vâng, như vậy là đội tuyển Indonesia đã có được 6 điểm và vượt qua kỷ lục của đội tuyển Việt Nam. Đội đã giành được 3 điểm với 1 trận thắng và 1 trận hòa. Đó là vòng loại thứ 3 World Cup 2022, chúng ta thắng trước Trung Quốc với tỷ số 3-1 và hòa Nhật Bản với tỷ số 1 đều. Khi đó chúng ta đã vượt qua đội tuyển Thái Lan, những người đã có 2 điểm ở vòng loại World Cup 2018. Chúng ta có 4 điểm và giờ số điểm của đội tuyển Indonesia đã lên tới 6. Cơ hội để họ có thêm điểm số vẫn là rất cao bởi vì ngoài việc vượt qua những thử thách như Nhật Bản hay Australia, họ còn gặp Bahrain và Trung Quốc, những đối thủ có thể nói là vừa sức hơn nên Indonesia hoàn toàn có thể nghĩ tới một kết quả tốt hơn nữa. Mặc dù vậy thì mọi thứ vẫn đang ở phía trước và câu hỏi đặt ra bây giờ là Indonesia sẽ chuẩn bị lực lượng nào để đá tại ASEAN Cup đây khi mà họ đang có cơ hội dự World Cup.
Vâng, sẽ còn nhiều câu chuyện khác được Biên Cương chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Còn bây giờ, như thường lệ, Biên Cương rất là hào hứng được giới thiệu cùng quý vị và các bạn một cây cầu để có thể đưa quý vị và các bạn đến với một tương lai rất là tốt đẹp. Cây cầu mang tên Tân Thành Edu, với những bạn trẻ đã có được tương lai và đã có được một dự định tuyệt vời tại nước Đức, nơi được coi là nền kinh tế hàng đầu của châu Âu. Những chia sẻ người thực việc thực sẽ đến với quý vị ngay sau đây. Từ khi đặt chân tới Đức, công việc thì đã được sắp xếp một cách chu đáo và Tân Thành Edu không chỉ giúp tôi sang Đức mà còn đảm bảo mọi thứ từ công việc, chỗ ở cho đến cuộc sống mới của tôi. Tân Thành Edu đang dẫn đầu trong việc đào tạo tiếng và tư vấn du học nghề những ngành hot tại Đức như điều dưỡng, nhà hàng khách sạn, bán hàng, chế biến thực phẩm và nhiều ngành quan trọng khác. Các học viên được chuẩn bị tốt về tay nghề, vừa học vừa làm, hưởng trợ cấp và đặc biệt là có việc làm ngay sau khi ra trường, với mức lương khủng lên tới 90 triệu một tháng. Tại Tân Thành Edu, chúng tôi không chỉ giúp học viên thành thạo ngôn ngữ Đức mà còn trang bị đầy đủ kiến thức về pháp luật, văn hóa. Quá trình đào tạo bài bản giúp học viên dễ dàng, tự tin hội nhập nhanh chóng ngay sau khi sang Đức. Luôn đặt uy tín lên hàng đầu, Tân Thành Edu cam kết cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, lộ trình tối ưu, chi phí minh bạch, giúp học viên đặt mục tiêu du học nghề Đức sớm nhất và phát triển sự nghiệp thành công tại châu Âu. Tân Thành Edu, khát vọng vượt xa. Vâng, đó đích thực là câu chuyện người thực, việc thực, phải không ạ? Những chia sẻ hết sức là chân thành nhưng cũng đầy sức thuyết phục của chính các bạn đang có được những tháng ngày đầy hứa hẹn tại nước Đức. Tân Thành Edu thực sự mang đến cho quý vị rất nhiều những sự cam kết mà đó quý vị có thể thực sự yên tâm. Ví dụ như cam kết 100% có visa, đây là một trong những điểm làm nên giá trị của Tân Thành Edu, một đơn vị đào tạo tiếng Đức cũng như là tư vấn du học nghề Đức hàng đầu tại Việt Nam, nơi quý vị sẽ có rất là nhiều lựa chọn, như quý vị sẽ được miễn phí tại Đức, nơi quý vị có thể cam kết sẽ được nhận mức lương từ 900 đến 1.500 euro mỗi tháng khi quý vị đang đi học. Rồi khi quý vị tốt nghiệp rồi thì mức thu nhập của quý vị ban đầu có thể lên đến 90 triệu đồng một tháng, một con số thực sự đáng mơ ước. Và sau 5 năm quý vị có thể được định cư vĩnh viễn tại đất nước này. Rất là nhiều lựa chọn cho quý vị, hai ưu đãi dành cho quý vị. Một là qua kênh Tại Biên Cương, ngay khi quý vị chưa đăng ký, quý vị đã được tặng quà rồi. Đó là một chiếc túi đeo chéo có dập chữ ký nổi của bình luận viên Tại Biên Cương. Chiếc túi là bằng da, cho nên rất là đẹp. Thứ hai nữa là gì? Đó là quý vị sẽ được đăng ký học miễn phí một tuần. Đăng ký học miễn phí một tuần để trải nghiệm và đánh giá khả năng của mình, cũng như đánh giá sự uy tín của Tân Thành Edu. Lớp học đầu tiên mang đến cho quý vị trải nghiệm này sẽ bắt đầu khai giảng vào ngày 25 tháng 11. Xin nhắc lại, 25 tháng 11, đăng ký ngay quý vị ơi, chỉ còn 5 ngày nữa là sẽ khai giảng rồi. Hãy gọi điện tới hai số hotline liên tục hiển thị ở trên màn hình. Đầu tiên là 0889226600 ạ. Và hai là 0889885533 để có thể đăng ký, có thể được tư vấn và đặc biệt sẽ được học miễn phí, học thử một tuần. Tuyệt vời quý vị, hãy tranh thủ ngày để đến với cây cầu của Tân Thành Edu. Biết đâu cuộc đời của quý vị sẽ bước sang một trang mới thật sự là tươi đẹp. Chúc quý vị thành công. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những tin tức của bóng đá Việt Nam. Trong đó không thể bỏ qua đó là việc đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ tạo nên trận chung kết có thể nói là trong mơ của giải Futsal nữ Đông Nam Á. Ở đó là giải đấu đang được tổ chức ở Philippines. Trong trận đấu trước khi gặp Thái Lan ở vòng bảng thì đội chủ nhà Philippines đã nhận trận thua với tỷ số 1-6 trước đội tuyển Futsal Việt Nam. Và hiện tại thì đội tuyển Futsal Việt Nam của chúng ta đang tạm thời dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 9 điểm có được bằng với Thái Lan, nhưng hiệu số bàn thắng bại của chúng ta tốt hơn. Vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay, Việt Nam Thái Lan sẽ gặp nhau trong trận đấu có ý nghĩa quyết định ngôi đầu, nhưng chỉ là màn tổng duyệt cho trận chung kết mà hai đội sẽ gặp nhau mà thôi. Trận đấu ngày hôm nay sẽ là trận đấu tổng duyệt trước khi hai đội đá trận chung kết vào ngày mai, Việt Nam Thái Lan, những cái tên thực sự là đáng chú ý của giải Futsal nữ vô địch Đông Nam Á năm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tiếp tục câu chuyện với những trận đấu sớm của vòng 9 giải vô địch quốc gia V-League, nơi mà câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện thành tích. Trong khi đó thì Hoàng Anh Gia Lai đã giúp cho câu lạc bộ Hải Phòng có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải này.
Dù phải làm khách trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An nhưng thể công Viettel lại tạo nên một trận đấu không khác gì sân nhà của họ. Trận đấu diễn ra với sự áp đảo hoàn toàn của đội khách. Ngay phút thứ 11 của trận đấu, Đức Chiến đã có bàn mở tỷ số. Không đầy 10 phút sau, Viettel đã có bàn thứ hai do công của Nhật Nam với cú sút xa ngoài vòng cấm khiến thủ thành Văn Việt bất lực. Bước sang hiệp 2, thể công Viettel vẫn là đội kiểm soát thế trận và họ ghi tới 3 bàn thắng vào lưới của đội chủ nhà với những pha lập công của Trương Tiến Anh, Hoàng Minh và Nguyễn Hữu Thắng ở những phút cuối để mang về chiến thắng đậm 5-0 cho thể công Viettel. Với chiến thắng này, đội bóng áo lính đã tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 15 điểm và chỉ cách ngôi đầu của Thanh Hóa 2 điểm. Trong khi đó, ở những trận đấu diễn ra cùng ngày, Hoàng Anh Gia Lai vẫn cho thấy phong độ bất ổn của họ khi tiếp tục có trận thua, lần này là thất bại 0-2 trước Hải Phòng. Ở trận đấu sớm ngày hôm nay, câu lạc bộ Hà Nội đã thể hiện phong độ không tốt khi rất vất vả mới có được trận hòa trước Quảng Nam. Vâng, ngày hôm nay sẽ tiếp tục diễn ra những trận đấu còn lại của vòng 9. Theo đó thì lúc 17 giờ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ gặp Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Thép Xanh Nam Định sẽ tạo nên trận cầu rất đáng chú ý vào lúc 18 giờ. Câu lạc bộ Thanh Hóa gặp SCB Đà Nẵng cũng vào lúc 18 giờ và muộn nhất lúc 19 giờ 15 Công an Hà Nội sẽ gặp Bình Định, trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Ở giải hạng nhất quốc gia thì ngày hôm nay Trường Tư Bình Phước của Công Phượng mới ra sân, họ sẽ làm khách trên sân của câu lạc bộ Huế. Còn ngày hôm qua thì Phù Đổng Ninh Bình và PVF CND đã tạo nên trận cầu đáng chú ý nhất và Phù Đổng Ninh Bình cho thấy sức mạnh vượt trội của mình bằng chiến thắng với tỷ số 3-0 trước PVF CND. Chuyển sang những thông tin khác, trong đó câu chuyện của Đoàn Văn Hậu, người đã có một quá trình tập huấn chính xác là sang Hàn Quốc để chữa bệnh. Mọi thứ vẫn đang khiến cho nhiều người yêu mến Đoàn Văn Hậu cảm thấy lo lắng. Cuối tháng 9 năm 2024, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã lên đường tới Hàn Quốc để bắt đầu quá trình phục hồi chấn thương gót chân. Anh được huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik giới thiệu đến một trung tâm y tế uy tín, từng điều trị thành công cho nhiều ngôi sao bóng đá xứ Kim Chi. Chuyến đi kéo dài hơn một tháng và Văn Hậu không đơn độc khi có sự đồng hành của vợ là Doãn Hải My. Đầu tháng 11 năm 2024, hậu vệ quê Thái Bình đã hoàn tất giai đoạn điều trị tại Hàn Quốc và đã trở về Việt Nam. Mặc dù vậy, tình hình hồi phục cụ thể của anh vẫn chưa được công bố. Ngay sau khi về nước, Văn Hậu đã tham gia các hoạt động tuyển chọn tài năng trẻ cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cùng với đồng đội Bùi Hoàng Việt anh không chỉ có mặt mà còn truyền cảm hứng cho gần 300 thí sinh dự tuyển, trong đó có Dio Hoàng Quang Dũng, tài năng Việt gốc Phi, con trai của một cựu cầu thủ nhập tịch nổi tiếng. Lần gần nhất Văn Hậu ra sân là ngày 2 tháng 8 năm 2023 ở vòng cuối V-League 2023. Sau đó anh phải nghỉ thi đấu vì viêm điểm bám gót chân. Dù ban đầu được dự đoán sẽ trở lại sau 3 đến 6 tháng, thì tình hình hồi phục của Văn Hậu diễn biến hết sức phức tạp. Sự vắng mặt kéo dài của Văn Hậu không chỉ tổn thất lớn cho câu lạc bộ Công an Hà Nội mà khiến đội tuyển Việt Nam mất đi lựa chọn số 1 ở bên phía cánh trái, vị trí từng gắn liền với tài năng và nỗ lực của hậu vệ sinh năm 1999. Hiện ngày Văn Hậu tái xuất sân cỏ vẫn đang là một dấu hỏi chưa có lời giải đáp. Như Biên Cương đã từng chia sẻ, từ hồi tháng 6 thì chấn thương viêm điểm bám gót chân của Văn Hậu khá là phức tạp. Bình thường thì không sao nhưng cứ chạy là lại cảm thấy nhói. Và chính huấn luyện viên Phạm Minh Đức khi đấy đã nói là chấn thương này thì vất vả lắm, khó lòng có thể trở lại sân cỏ. Rất là hoang mang nhưng thôi, vẫn chúc Văn Hậu sẽ sớm gặp được may mắn và chúng ta sẽ sớm được thấy Văn Hậu xuất hiện trên sân cỏ. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục với những câu chuyện của bóng đá quốc tế, nơi mà nhà Glazer khiến cho các cổ động viên của họ càng lúc càng bực mình hơn vì số tiền họ chi ra quá ít. Và cùng với đó là câu chuyện về tương lai của thủ quân đội tuyển Anh Harry Kane. Năm 2005, gia đình nhà Glazer nắm quyền kiểm soát Manchester United bắt đầu từ việc mua cổ phần của các nhà đầu tư Ireland JP McManus và John McNeagher. Chỉ trong vòng vài tháng, họ sở hữu 98% cổ phần, chính thức trở thành chủ sở hữu toàn diện của câu lạc bộ. Tuy nhiên, quyết định này ngay lập tức vấp phải những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Trong gần 20 năm qua, sự bất mãn đối với nhà Glazer không hề suy giảm. Các cổ động viên cho rằng họ là nguyên nhân chính khiến Man United sa sút, đặc biệt sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013. Từ đó, câu lạc bộ trải qua nhiều mùa giải đáng quên, bao gồm vị trí thứ 8 tại Premier League mùa trước, thành tích tệ nhất trong lịch sử. Sự tức giận càng gia tăng khi so sánh mức đầu tư của nhà Glazer với các đội bóng khác. Theo The Athletic, họ chỉ rót 45 triệu bảng tiền cá nhân vào câu lạc bộ, trong khi khoản chi tiêu chủ yếu đến từ các khoản vay, khiến đội bóng này phải trả lãi hàng triệu bảng
Con số này thua xa các câu lạc bộ nhỏ như Ipswich Town 83 triệu bảng hay Southampton 85 triệu bảng. Ngược lại, các ông chủ lớn như Todd Bowley của Chelsea hay nhà đầu tư GFG của Man City đã đầu tư lần lượt 146 triệu bảng và 1,3 tỷ bảng. Ngay cả Fulham cũng nhận 788 triệu bảng từ Shahid Khan. Tuy nhiên, một tia sáng đã xuất hiện, tia sáng của hy vọng khi Sir Ratcliffe mua 25% cổ phần câu lạc bộ. Với quyền lực trong các quyết định quan trọng, ông đã bắt tay vào việc cải tổ, bao gồm việc thay thế Erik ten Hag bằng Ruben Amorim. Người hâm mộ kỳ vọng sự xuất hiện của Ratcliffe sẽ mở ra kỷ nguyên mới giúp Man United tìm lại vinh quang. Thủ quân đội tuyển Anh Harry Kane đã chính thức bác bỏ tin đồn về việc giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2026. Anh khẳng định mình đang đạt phong độ tốt trong sự nghiệp và sẵn sàng cống hiến hết mình cho đội tuyển. Tiền đạo sinh năm 1993 hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại của Tam Sư với 69 bàn sau 102 lần ra sân. Cầu thủ này đã chia sẻ, mọi người thường nghĩ khi bước sang tuổi 30 sự nghiệp sẽ lụi tàn, nhưng tôi đang ở đỉnh cao của phong độ và cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết. Hiện tại, huấn viên tạm quyền Lee Carsley đang giúp tuyển Anh thi đấu khá thăng hoa với 5 chiến thắng trong 6 trận tại UEFA Nations League, bao gồm trận thắng 3-0 trước Hy Lạp khi Kane ghi bàn từ băng ghế dự bị. Nhưng tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tháng 1 năm 2025 khi ông Thomas Tuchel tiếp quản vị trí huấn viên trưởng. Kane từng làm việc với Tuchel tại Bayern Munich và rất lạc quan. Ông ấy là người có kinh nghiệm lớn, mang lại năng lượng tuyệt vời và sẽ định hình lối chơi, kỹ thuật cũng như chiến thuật của chúng ta. Tại Euro 2024, Kane đóng góp đưa đội tuyển Anh vào chung kết nhưng lại hụt hơi trước Tây Ban Nha. Với mục tiêu World Cup 2026, Kane không chỉ muốn phá kỷ lục 125 lần khoác áo của Peter Shilton mà còn khát khao chấm dứt cơn khát vô địch đã kéo dài từ năm 1966 của đội bóng này. World Cup 2026 ở Mỹ sẽ là cơ hội tuyệt vời, đó không chỉ là đích đến mà còn là cơ hội để chúng tôi vô địch, làm nên lịch sử và viết tên mình vào bảng vàng bóng đá Anh, Kane nhấn mạnh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nóng bóng đá ngày hôm nay trên kênh YouTube Bình Luận Tại Biên Cương. Cảm ơn sự đồng hành yêu mến của quý vị và các bạn và một lần nữa chúc mừng 20 tháng 11 tới quý vị huấn luyện viên của bóng đá và thể thao Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.